Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha theo lời mời của Thủ tướng Pedro Passos Coelho. Dự án luật tạm giữ, tạm giam cần cụ thể hơn nữa các điều khoản liên quan đến quyền công dân, quyền con người nhằm đảm bảo các quyền này được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013. Giới thiệu giá trị văn học Ba Tư tại Việt Nam, một trong các hoạt động nhằm gắn kết nền văn hóa Iran-Việt Nam, góp phần phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm qua theo giờ Việt Nam, tức chiều ngày 2 tháng 6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria và tới thủ đô Lisbon, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha theo lời mời của Thủ tướng Pedro Passos Coelho. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Bồ Đào Nha sau 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau lễ đón chính thức được tổ chức tại sân bay, trưa nay theo giờ địa phương, tức chiều tối nay theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pedro Passos Coelho. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva. Dự kiến trong thời gian ở thăm chính thức Bồ Đào Nha, Thủ tướng cũng sẽ dự và phát biểu tại cuộc đối thoại doanh nghiệp Bồ Đào Nha - Việt Nam và cùng Thủ tướng Coelho đồng chủ trì khai mạc diễn đàn kinh tế biển. Việt Nam và Bồ Đào Nha thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Trong 40 năm qua, hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Trao đổi thương mại liên tục tăng trong những năm gần đây, từ mức 165 triệu đô la Mỹ năm 2012 lên 364 triệu đô la Mỹ vào năm 2014. Việt Nam xuất khẩu sang Bồ Đào Nha chủ yếu là cà phê, hải sản, giày dép và đồ gỗ. Tuy nhiên, hai nước hiện chưa có dự án đầu tư vào nhau. Và trong chuyến thăm lần này, Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ trao đổi các biện pháp để tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, khai thác mạnh hơn tiềm năng hợp tác để hỗ trợ nhau một cách hiệu quả trong phát triển, cũng như nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế. Dự án luật tạm giữ tạm giam là một trong các dự án luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Trong phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội chiều qua, nhiều ý kiến đã cho rằng dự án luật này cần cụ thể hơn nữa các điều khoản liên quan đến quyền công dân, quyền con người nhằm đảm bảo những quyền này được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp 2013. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm trong dự án luật tạm giữ, tạm giam đó là vấn đề về quyền khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, tạm giam. Theo đó, các đại biểu đều nhất trí rằng đây là một trong những điều khoản hết sức quan trọng, tiến bộ trong luật này. Nó tạo điều kiện cho người bị tạm giữ, tạm giam có quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân trong trại tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, vấn đề các đại biểu còn băn khoăn là thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp mà viện trưởng viện kiểm sát cấp trên ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với vấn đề của viện kiểm sát cấp dưới, nhưng mà cái quyết định đó vẫn còn sai, thì người bị tạm giữ tạm giam không còn cái cơ hội để mà khiếu nại đến một cái cơ quan nào nữa. Quyền của cái người bị tạm giữ tạm giam này người ta được hưởng thì ai là người giải quyết? Khi người ta có khiếu nại, khi người ta có vấn đề bức xúc thì rồi cuối cùng lại chỉ lên đến viện kiểm sát giải quyết, là cái đơn vị phê chuẩn giải quyết, thì liệu có đáp ứng được cái quyền của người ta hay không? Và cái này, cái vấn đề này nó liên quan đến quyền mà chúng tôi xác định phải gọi là cái quyền tư pháp, của việc cái quyền của công dân bị xâm phạm thì phải do cơ quan tư pháp giải quyết. Cũng liên quan đến vấn đề thẩm quyền giải quyết thăm gặp người bị tạm giam, tạm giữ, đặc biệt là với những người có án tử hình, những người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam, các đại biểu kiến nghị cần quy định rõ. Một số người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam này mà các đại sứ quán với các cơ quan người ta xin thăm gặp. Thế rồi, đặc biệt là đối với người bị kết án tử hình mà gia đình xin thăm gặp. Thế thì ai là người có trách nhiệm cho thăm gặp? Liên quan đến quyền của phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trong luật tạm giữ tạm giam cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Theo dự luật này, thì người bị tạm giữ tạm giam nếu có thai được bố trí nơi ở hợp lý, được khám thai và chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn, cụ thể hơn khi nào là trường hợp cần thiết.
để quyền này được đảm bảo. Cái điều khoản này không rõ khi nào là cần thiết đối với người bị tạm giữ, tạm giam hay là cần thiết đối với quy định đối với trại giam. Thì do đó tôi đề nghị là mình nên điều chỉnh theo cái hướng đó là thực hiện chăm sóc y tế trong cái thời gian mang thai này theo đúng quy định, là ít nhất là phải được khám thai 3 lần trong cái thời gian mang thai, và phải được cơ sở tạm giữ tạm giam này tổ chức khám thai cho những người phụ nữ mang thai. Trong phiên thảo luận tổ chiều nay về dự án luật tạm giữ tạm giam thì các đại biểu đều cho rằng cần ra soát lại những cái quy định liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhằm tập trung quy định rõ trong dự án luật mà không để các bộ ngành liên quan hay chính phủ quy định theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013. Ngân hàng Thế giới đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam và đang nghiên cứu các ý tưởng mới để tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Joachim von Ansbach trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chuyển lời cảm ơn của Chính phủ Việt Nam tới Ngân hàng Thế giới vì đã dành nhiều sự hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua. Đây là sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa, bởi Ngân hàng Thế giới không chỉ cung cấp nguồn vốn vay cho Việt Nam mà còn giúp Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế cũng như tái cơ cấu ngành. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới tạo điều kiện để Việt Nam có thể có một giai đoạn quá độ sau khi các nguồn vốn vay trong chương trình AIDA 17 với các điều kiện ưu đãi dành cho các nước nghèo và kém phát triển kết thúc trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Joachim von Ansbach cho biết, Ngân hàng Thế giới xem Việt Nam là một ví dụ điển hình trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của tổ chức này. Ngân hàng Thế giới cũng đang nghiên cứu các ý tưởng mới để làm sao có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam. Mặc dù các điều kiện ưu đãi trong các khoản vốn vay giai đoạn hậu AIDA 17 dự kiến sẽ thấp hơn, tuy nhiên Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cam kết các cuộc đàm phán sắp tới giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam sẽ dựa trên tinh thần vì lợi ích phát triển của Việt Nam. Việt Nam và Liên bang Nga đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, lĩnh vực hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước đóng góp một phần đáng kể. Và nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác này, các dự án xúc tiến thương mại, các cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp hai nước đã và đang diễn ra thường xuyên hơn. Nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước Việt Nam và Nga đã bắt đầu tăng lên trong một vài năm gần đây. Tại các triển lãm thương mại hay các diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga được tổ chức thường kỳ như thế này, doanh nghiệp hai nước đều nhận thấy được lợi thế và tiềm năng của đối tác. Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá trong thời gian tới. Chúng tôi cũng rất dễ dàng khi làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, vì họ có thể nói tiếng Nga rất tốt. Cái bản thân các doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thì với cái quy mô cũng còn yếu về vốn, quy mô về vốn là yếu. Thế nên nếu mà có cái nguồn vốn, cái sự hợp tác đầu tư từ phía Nga thì chắc chắn là doanh nghiệp Việt Nam rất là mong muốn rồi. Tuy nhiên, điều kiện để hiện thực hóa nhu cầu hợp tác này thì hiện nay vẫn còn chưa đủ. Một cách tổng quan thì các doanh nghiệp Nga rất quan tâm thị trường Việt Nam, nhưng mới chỉ ở mức độ xem xét khả năng đầu tư bởi họ chưa hiểu biết nhiều về thị trường Việt Nam. Rồi việc xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm đối tác đáng tin cậy cũng đang rất cần, nhưng để làm được cũng không hề dễ dàng. Một cuộc gặp giữa một doanh nghiệp Nga đến từ vùng Novosibirsk và một doanh nghiệp Việt Nam. Ông Sergei Ivanov, giám đốc quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Novosibirsk, thường xuyên đi cùng doanh nghiệp sang Việt Nam và cùng tham gia vào các buổi làm việc như thế này. Chúng tôi tổ chức các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp hai nước, rồi tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp vùng chúng tôi tại các triển lãm quốc tế. Mỗi khi có doanh nghiệp vùng Novosibirsk sang Việt Nam, chúng tôi liên hệ, làm việc trước và thỏa thuận với các doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ cho việc đàm phán và ký kết. Từ lâu chúng tôi đã muốn vào thị trường Việt Nam. Công ty chúng tôi lần đầu tiên tiếp xúc với doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm cách đây 6 tháng. Và hôm nay chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tiên với công ty Danka của Việt Nam. Không như các tập đoàn lớn hay các tập đoàn nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không dễ dàng có thể tự mình bước chân vào một thị trường mới.
Trong một vài năm gần đây, các hoạt động xúc tiến thương mại của hai nước đã được tổ chức khá thường xuyên tại cả Nga và Việt Nam để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước hợp tác. Chiều qua, Ủy ban Nghiên cứu Chiến lược Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác với Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các bộ ngành đơn vị liên quan. Một trong những cam kết quan trọng được ký kết đó là 1.000 tấn vải của 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang sẽ được xuất khẩu sang thị trường của 6 nước trên thế giới ngay trong mùa vải năm nay. Dự kiến những năm sau, số lượng vải xuất khẩu sẽ lên tới 50.000 tấn đến 100.000 tấn một năm. Với việc hợp tác này, các ứng dụng công nghệ cao từ khâu trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến, xuất khẩu sẽ hỗ trợ cho nhân dân các vùng trồng vải của 3 địa phương này tiến tới xây dựng thương hiệu cho trái vải Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nghiên cứu Chiến lược Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản cũng đã có buổi làm việc ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nội dung chính của ký kết là hợp tác đưa các ứng dụng khoa học công nghệ cao vào phát triển các ngành nông lâm ngư nghiệp Việt Nam cũng như chống ứng phó với biến đổi khí hậu. Lãi suất cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên sẽ giảm còn 0,55% một tháng. Đây là nội dung trong quyết định áp dụng lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách vừa được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh. Cụ thể, mức lãi suất cho vay này áp dụng cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn tại nước ngoài. Lãi suất cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn giảm xuống còn 9% một năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 6 tới đây. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Các phương hướng giảm thiểu rủi ro do thiên tai trong giai đoạn 2016-2030 tại Việt Nam hướng đến thực hiện khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai trên phạm vi toàn cầu. Giới thiệu giá trị văn học Ba Tư tại Việt Nam, một trong các hoạt động nhằm gắn kết hai nền văn hóa Iran-Việt Nam. Bắt đầu từ sáng nay, các cửa khẩu quốc tế sẽ thực hiện khai báo y tế đối với hành khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Đây là những động thái mới nhất của Việt Nam để ứng phó với khả năng bệnh MERS hay còn gọi là hội chứng hô hấp cấp Trung Đông xâm nhập vào Việt Nam. Tính trung bình riêng tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, mỗi ngày có 10 chuyến bay từ Hàn Quốc và hàng nghìn hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai kiểm tra thân nhiệt và khai tờ khai y tế tại tất cả cửa khẩu quốc tế đối với 9 nước Trung Đông đang có dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao chiếm trên 40%. Việc chẩn đoán và phát hiện ca bệnh rất khó khăn do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 14 ngày và triệu chứng bệnh cũng giống với các bệnh hô hấp khác. Đến thời điểm này, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus MERS nào xâm nhập. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị căn bệnh này. Việt Nam đã trình bày phương hướng cụ thể và quyết liệt hơn để giảm thiểu rủi ro do thiên tai giai đoạn 2016 đến 2030. Tại một hội thảo do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, hội thảo cũng giới thiệu khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai trên phạm vi toàn cầu mà Việt Nam là một trong các quốc gia đã thông qua. Trước khi tham gia khung hành động Sendai, kể từ năm 2005, Việt Nam đã tham gia khung hành động Hyogo của Liên Hiệp Quốc về xây dựng khả năng ứng phó của các quốc gia và cộng đồng về phòng chống thiên tai, và đã gặt hái được nhiều kết quả tốt, đặc biệt là việc giảm thiểu thiệt hại về người. Có thể lấy thời kỳ 5 năm từ năm 2005 đến 2010 thì hàng năm thì có khoảng bình quân khoảng 4 đến 500 người bị thiệt hại do thiên tai. Thì cái thời kỳ giai đoạn từ 2010 đến 2015 thì chúng ta bình quân còn dưới 150 người trên một năm. Sau 10 năm thực hiện khung Hyogo, tháng 3 vừa qua, 187 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua khung hành động Sendai, có thời gian thực hiện là 15 năm, trong đó ưu tiên hợp tác khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá, dự báo, cảnh báo thiên tai. Đây cũng chính là lĩnh vực phát triển trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới. Công tác dự báo chúng ta còn yếu, còn phải tiếp tục nâng cao hơn nữa, thì chúng ta phải ứng dụng kể cả công nghệ không gian, công nghệ vũ trụ và phải chia sẻ các công nghệ hiện đại từ các quốc gia trên thế giới để chúng ta nâng cao các công tác dự báo cũng như công tác phòng chống thiên tai. Ngoài công tác dự báo, theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam cần phải tăng cường hơn nữa vai trò của người dân địa phương trong việc chủ động đánh giá rủi ro và quyết định chương trình hành động cụ thể để đối phó với thiên tai.
Việt Nam đang thực hiện rất tốt chương trình 1002 về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng. 6.000 cộng đồng đã có nhận thức rõ ràng hơn về cách thức phòng tránh rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, nó cần phải được đầu tư lớn hơn để có kết quả nhanh hơn, đặc biệt là tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ và trẻ em. Theo báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2015, thiệt hại trung bình hàng năm từ các trận động đất, sóng thần, lốc xoáy nhiệt đới và lũ lụt trên sông ước tính lên đến 314 tỷ đô la. Con số này sẽ cao hơn nhiều nếu tính đến các hiểm họa khác như hạn hán, thiệt hại cho các ngành khác như nông nghiệp. Do đó, đầu tư vào giảm nhẹ rủi ro thảm họa và quản lý hiệu quả các rủi ro thảm họa là điều kiện tiên quyết để phát triển một cách bền vững trong điều kiện khí hậu đang biến đổi. Sau một thời gian thử nghiệm hoạt động hiệu quả và ổn định, chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức bàn giao hai tàu chiến cho quân chủng Hải quân. Hai tàu chiến có phiên hiệu 379 và 380 thuộc loại tàu tên lửa tấn công nhanh, được trang bị hỏa lực mạnh, gồm 4 hệ thống tên lửa cùng nhiều vũ khí khí tài hiện đại, tốc độ tối đa đạt 36 hải lý một giờ. Trước đó vào năm ngoái, Tổng công ty Ba Son cũng đã tổ chức bàn giao cho quân chủng Hải quân hai tàu chiến có phiên hiệu 277 và 378. Việc đóng thành công hai cặp tàu tên lửa nói trên một lần nữa khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật công nghệ được chuyển giao từ Liên bang Nga, góp phần tiết kiệm một lượng lớn ngân sách nhà nước. Hiện nay, Tổng công ty Ba Son đã và đang đóng cặp tàu thứ ba, dự kiến bàn giao cho quân chủng Hải quân vào năm sau. Vào lúc 19 giờ 15 ngày 1 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng đã cứu nạn thành công một ngư dân bị suy tim khi đang hành nghề trên biển. Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 5, tàu cá QNA90927TS do ông Trần Tán Sinh, tỉnh Quảng Nam làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, phát tín hiệu thuyền viên Phạm Thanh Ngọc, sinh năm 1968, trong tình trạng khó thở, sức khỏe yếu, khi tàu đang đánh bắt tại phía đông nam quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng 410 hải lý. Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng đã điều tàu SA 412 tức tốc lên đường cứu nạn. Đến rạng sáng ngày 1 tháng 6, tàu đã tiếp cận được tàu cá và tiến hành sơ cấp cứu cho ngư dân, triển khai cứu nạn thành công, đưa ngư dân Phạm Thanh Ngọc về đất liền an toàn. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại chùa Trúc Lâm Kha Cốp đã diễn ra lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến đấu về chủ quyền biên giới hải đảo toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tham dự lễ cầu siêu, dưới sự chủ trì của Đại Đức Thích Quang Điền, có sự góp mặt của đông đảo bà con Phật tử trong cộng đồng người Việt tại Kha Cốp và các thành phố Kiev, Odessa, Cherkasy từ khu vực chiến sự Mariupol. Sau lời khai mạc của Đại Đức Thích Quang Điền, ông Vũ Huy Dương, Tổng thư ký Hội người Việt Nam toàn Ukraine, đã có bài phát biểu điểm lại quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tại biên giới phía Bắc và tại các đảo Kolin, Gạc Ma, Lendao. Trước khi Đại Đức Thích Quang Điền cùng Phật tử tụng kinh cầu siêu, các Phật tử và bà con cộng đồng từ các thành phố tại Ukraine và các bạn bè người Ukraine đã thành kính làm lễ dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong buổi lễ cầu siêu, nhiều đại diện cộng đồng và khách mời người Ukraine đã phát biểu cảm tưởng của mình về buổi lễ, về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cũng như lòng thành tri ân của những người con đất Việt hôm nay. Người Việt Nam chúng ta có truyền thống là uống nước nhớ nguồn. Hôm nay, người Việt Ukraine có tổ chức một buổi cầu siêu tại chùa Trúc Lâm Kharkov nhằm tri ân các liệt sĩ đã hy sinh đổ xương máu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trên biên giới và vùng biển đảo. Tôi thấy đây là một hoạt động cần thiết để tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh. Tôi rất cảm kích trước việc người Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì độc lập, tự do và chủ quyền của đất nước. Nếu dân tộc nào không nhớ quá khứ của mình, thì dân tộc đó không thể có tương lai. Người Việt Nam rất thành tâm đối với những người thân, người đồng hương của mình, đã quên mình vì thế hệ của con cháu. Chúng tôi tự hào về truyền thống tốt đẹp này của các bạn.
Lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo được tổ chức trang trọng của bà con cộng đồng người Việt tại Ukraine là hoạt động tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biên giới, biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Dù ở bất cứ nơi nào, mỗi người con đất Việt đều không quên cội nguồn, lịch sử và luôn một lòng hướng về đất nước. Chiều qua, Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ đã khai trương Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan đại diện mới này đánh dấu sự phát triển quan trọng về quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai quốc gia. Tổng lãnh sự quán Liên bang Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh được đặt tại tầng 37 tòa nhà Pitexco, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa điểm thuận lợi về giao thông, giao thương, hành chính. Việc khai trương văn phòng Tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh là điều kiện cần thiết để xây dựng mối quan hệ kinh tế ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời là nhiệm vụ hàng đầu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp của Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam. Năm 2014, có 30.000 công dân Thụy Sĩ đã du lịch vào Việt Nam. Hiện nay có 80 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang đầu tư tại Việt Nam, tuyển dụng hơn 15.000 lao động người Việt, trong đó hầu hết là hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Một nhà nghiên cứu đã từng nói rằng, khi nghe đến cái tên Ba Tư, tôi nghĩ đến những người đi trên những tấm thảm quý và nói chuyện bằng thơ. Đó có thể là những cảm nhận trữ tình về văn hóa Ba Tư trước đây và đất nước Iran ngày nay. Thảm Ba Tư thì đã có mặt ở Việt Nam, nhưng thơ thì chưa được nhiều người biết đến. Và chính từ việc phát huy các giá trị của thơ và văn học Ba Tư, nhiều nỗ lực đang được thực hiện nhằm mang đất nước, con người và văn hóa Iran đến gần với nhân dân Việt Nam. Con cháu của Adam đều được tạo nên từ một con người, cùng một loại tinh túy chúng ta sinh ra từ đó. Một khi có người phải chịu đau thương, những người khác sẽ đều cảm thấy sự đau đớn. Nếu bạn thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, thì không thể coi bạn là một con người. Được khắc trên cửa ra vào tòa nhà Liên Hợp Quốc, đây là những vần thơ của Sa'di Shirazi, một đại thi hào của đế chế Ba Tư ở thế kỷ 13, danh nhân văn hóa thế giới và là niềm tự hào của cả đất nước Hồi giáo Iran. Với bút pháp giản dị nhưng thanh nhã, các tác phẩm của Sa'di mang đậm tính triết lý, nhân văn sâu sắc và có ảnh hưởng lan tỏa trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, các tác phẩm của đại thi hào này vừa được giới thiệu trong số đặc biệt của tạp chí nghiên cứu văn học. Gần gũi, tương đồng là những gì các nhà nghiên cứu cảm nhận khi được tiếp cận với các tác phẩm của Sa'di nói riêng và văn học Ba Tư nói chung. Văn học của Iran có rất nhiều những điểm tương đồng với văn học truyền thống của Việt Nam. Cái sự tương đồng này nó diễn ra từ cái văn học dân gian, từ các hệ thống tác giả, tác phẩm của cái văn học trung đại trên những cái mô hình về cái văn học gắn với cái đời sống xã hội cũng như là đời sống tâm linh. Giới thiệu về các tác phẩm của Sa'di là những bước đi ban đầu nhằm phát huy vai trò của văn học Ba Tư trong tăng cường giao lưu văn học, giao lưu nhân dân, thúc đẩy ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Iran. Việc giới thiệu văn học Ba Tư là nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về văn hóa và các lĩnh vực khác giữa Iran và Việt Nam, cũng như thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đây là một quá trình lâu dài mà chúng ta cần phải làm để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tuy vậy, rào cản lớn nhất trong thúc đẩy cầu nối văn hóa giữa hai nước hiện nay chính là ngôn ngữ. Tăng cường trao đổi giáo dục, hợp tác đào tạo về ngôn ngữ sẽ góp phần tạo cơ sở thúc đẩy giao lưu văn hóa, trong đó có văn học giữa hai nước trong thời gian tới. Và hiện nay phải nói rằng những người Việt Nam biết tiếng Ba Tư ấy là còn rất ít. Thế và đặc biệt là những cái người Iran ấy thì lại hầu như chưa có ai biết tiếng Việt cả. Thế cho nên rằng ấy là phải tập trung đào tạo những cái người mà biết tiếng của nhau. Tiếp tới thì cái vấn đề mà trao đổi sinh viên hay là trao đổi những cái đoàn văn hóa giữa hai nước chúng ta thì tôi thấy là cần phải tăng cường. Hy vọng rằng từ thành công ban đầu trong nỗ lực giới thiệu các tác phẩm của đại thi hào Sa'di đến Việt Nam, những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước Hồi giáo Iran sẽ đến được gần hơn với nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tiếp theo đây là bản tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn và trang YouTube VTV4Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.